Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nữ mạng, năm 2022, làm như thế nào để giàu có? Phải nghe hết video này. Vâng, hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, mến chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm thì chúng ta sẽ có những lá số tử vi khác nhau. Điều tốt, điều xấu của năm 2021 sẽ không còn nữa và thay vào đó là tử vi cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2022 này. Do đó, bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong năm 2022 để biết được vận hạn của mình sẽ như thế nào trong năm mới, tốt xấu ra làm sao. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 sẽ phân tích cho quý vị và các bạn trên 4 phương diện về tiền bạc, công danh, sự nghiệp cũng như là tình duyên gia đạo và sức khỏe. Để luận giải được điều này thì thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải dựa vào sao chiếu theo năm và bằng kinh nghiệm hơn 40 năm nghiên cứu về huyền học. Thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị nhìn thấy được bức tranh tổng quan về vận trình của mình trong năm mới, để từ đó thì quý vị sẽ có những bước đi vững vàng hơn, những kế hoạch được lập ra rõ ràng hơn. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng vào phần luận giải chi tiết để cùng đón xem và chiêm nghiệm nhé. Tử vi tuổi Đinh Mão 1987 năm 2022 nữ mạng, ngọn lửa sức sống bùng cháy. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nữ mạng, tổng thể tài vận chỉ nằm ở mức bình thường. Trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Mão không bị ảnh hưởng bởi thái tuế nên ổn định hơn rất nhiều so với những con giáp khác. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 diễn ra như thế nào? Nhìn chung tổng thể tài vận của những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 tương đối lạc quan. Trong năm 2022, đường tài lộc của người tuổi Đinh Mão sẽ không bị quấy rầy bởi chính tài quá nhiều. Người tuổi Mão may mắn sẽ được Thái Dương và Thanh Long phù trợ trong năm Dần, nên những người cầm tinh con mèo tương đối giàu có. Bản mệnh có cơ hội làm việc, làm nên một gia tài, nhưng bạn cũng không nên tự hào về điều đó. Nhiều người tuổi Đinh Mão sẽ gặp phải hung tinh trong năm Nhâm Dần, ví dụ như hàn trì, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển hôn nhân và tình yêu của người tuổi Mão. Mặt khác, thiên không mang đến những tổn hại về sức khỏe cho những người sinh năm 1987, cho nên những người tuổi Đinh Mão nên chú ý hơn đến hai khía cạnh này. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Mão cũng cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để cho vận trình năm 2022 được hanh thông và may mắn. Thái tuế là tối đẳng thượng thần, là vị thần cai quản lớn nhất trong năm. Năm 2022, Nhâm Dần là hạ ngạc đại tướng quân cai quản, biết mà nghênh đón ngài sẽ được ngài ban phước che chở, giúp cho mọi việc hanh thông và thuận lợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của những người sinh năm 1987 tương đối lý tưởng trong năm. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thanh Long, năm Dần rất được lòng tuổi Mão, con giáp này thường có thể gặp được nhiều bạn bè giàu sang quyền quý trong đời, đặc biệt là về sự nghiệp. Do có quý nhân xuất hiện nên sự phát triển công việc của bạn cũng có thể lên một mức cao hơn. Thậm chí, người tuổi Đinh Mão còn có cơ hội tăng lương, thăng chức. Vì vậy, người tuổi Mão nên tận dụng tốt sức mạnh của Thanh Long trong năm nay, đồng thời nỗ lực mở rộng hơn nữa các mối quan hệ giao tiếp và xã giao. Tài lộc đánh giá 4 sao. Với sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, những người tuổi Mão sinh năm 1987 sẽ phát triển rất tốt trong năm Nhâm Dần 2022. Năm nay, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền bất kể là chính tài hay thiên tài. Tài lộc của con giáp này do sự nghiệp thúc đẩy nên người tuổi Mão có nguồn thu nhập rất ổn định. Thậm chí, người tuổi Mão sinh năm 1987 có thể nhận được phong bao lì xì hoặc quà tặng từ công ty. Về phần tài lộc thì người tuổi Đinh Mão có thể kiếm tiền một cách dồi dào. Sự chăm sóc của thần tài mang đến những cách tốt nhất để tích lũy của cải. Và bản mệnh có thể tích lũy rất nhiều của cải trong năm Nhâm Dần. Trong năm 2022 Nhâm Dần, để tăng cường thêm tài lộc và may mắn, những gia chủ tuổi Đinh Mão cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh để tịnh hóa nghiệp lực,
khai sáng trí tuệ, đồng thời thâu thu tài lộc cho gia chủ tuổi Đinh Mão. Tình cảm đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nữ mạng cho hay, vận trình tình cảm của những người cầm tinh con mèo này có thể gặp chút gập ghềnh. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàn trì, năm nay dao động tình cảm của đối tượng tương đối lớn. Mối quan hệ của bạn và người ấy có thể trở nên căng thẳng và sóng gió do vướng phải vận đào hoa vượng. Không chỉ vậy, một số người tuổi Mão còn phải chịu đựng sự dày vò của những mối quan hệ yêu xa. Điều này khiến cho mối quan hệ của bạn khá trắc trở. Tài vận của những người độc thân có thể tương đối tốt hơn, nhưng suy cho cùng thì hàm trì lại tác động mạnh mẽ hơn. Những người tuổi Đinh Mão có thể không thích hợp với tình yêu đơn phương trong năm nay. Bản mệnh nên tập trung nhiều hơn vào đấu tranh sự nghiệp và kiếm tiền. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Theo tử vi, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nữ mạng, thì sức khỏe của con giáp này rất nghiêm trọng trong năm Dần. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không, người tuổi Mão có thể gặp nhiều xui xẻo. Bản mệnh không những có thể lực kém mà thường xuyên ốm đau liên tục. Thậm chí, những người tuổi Đinh Mão có thể gặp những tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy, khuyến cáo những người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 nên cẩn thận hơn về ảnh hưởng của thiên không trong năm nay. Đừng để sao hung tinh này gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân. Để tránh những hung họa này, các chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ tuổi Đinh Mão cần phải luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Đây chính là pháp khí được chế tác theo bộ tam hợp quý thần của người tuổi Đinh Mão. Khi mang vòng bên mình, sẽ giúp hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, đồng thời thâu thu tài lộc và sức khỏe cho gia chủ tuổi Đinh Mão. Hung cát, tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nữ mạng tổng thể, tài vận chỉ nằm ở mức bình thường. Trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Mão không bị ảnh hưởng bởi thái tuế nên ổn định hơn rất nhiều so với những con giáp khác. Đặc biệt, với sự giúp đỡ và che chở của Thái Dương và Thanh Long, sự nghiệp tài lộc và nhân duyên của những người tuổi Mão tương đối phát triển. Tuy nhiên, về vấn đề sức khỏe, bản mệnh nên cẩn thận hơn trong việc phá hoại, hàm trì và thiên không. Đừng để hai sao dữ này gây nguy hiểm cho sự phát triển tài lộc của bạn. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Đinh Mão năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Người tuổi Mão 35 tuổi có tài lộc rất dồi dào trong tháng đầu tiên của năm Dần. Được bao quanh bởi năng lượng tích cực của tháng Tết, nhiệt huyết của những người tuổi Mão tương đối cao trong tháng này. Bất kể những người sinh năm 1987 làm gì trong cuộc sống, bạn đều tràn đầy tinh thần chiến đấu và niềm đam mê nên mọi việc thường dễ dàng hơn. Bản mệnh nhận được kết quả gấp đôi với nỗ lực một nửa. Tháng 2, đánh giá 3 sao. Vận trình tình cảm của người tuổi Mão sinh năm 1987 rất sa sút trong tháng 2 này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, một số người tuổi Mão cầm tinh con mèo có đối tượng có thể buộc phải sống xa bạn đời vì một số lý do, ngoài sự xâm phạm của đào hoa tàn. Người tuổi Đinh Mão và nửa kia có thể buộc phải sống xa nhau, do đó lòng tin không còn, đôi bên thường nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, khiến cho tình cảm riêng tư trở nên sóng gió hoặc có khả năng tan vỡ. Tháng 3, đánh giá 3 sao. Đối với những người cầm tinh con mèo tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 độc thân, diễn biến tình cảm của bạn trong tháng này cũng tương đối ì ạch. Khi sức mạnh của hàm trì tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển của hôn nhân và tình yêu, nhiều người cầm tinh con mèo sinh năm 1987 độc thân có thể bị vướng vào bởi đào hoa xấu trong tháng này. Đặc biệt, người tuổi Mão có thể gặp phải một số hung tinh và người khác phái trong tháng này. Điều này khiến cho bản mệnh rất xấu hổ và thất vọng trong các mối quan hệ của mình. Vì vậy, con giáp này hãy cố gắng đừng để xảy ra chuyện tình cảm đơn phương trong tháng này. Đặc biệt là khi kết hợp với những người khác giới, hãy luôn tỉnh táo, cảnh giác và đừng quá cả tin. Tháng 4, đánh giá 3 sao. Tổng thể tài lộc của người tuổi Đinh Mão chỉ ở mức trung bình trong tháng này. Người tuổi Mão không bị các hung tinh quấy rầy trong tháng này, nên vận trình tài lộc hầu hết đều ở trạng thái tương đối ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tiết thanh minh, cho nên bản mệnh có thể không có tinh thần lý tưởng trong tháng này. Điều này dễ khiến cho những người sinh năm 1987 dễ bị phân tâm hoặc lơ đễnh trong công việc, và tài vận của bạn có thể sẽ dậm chân tại chỗ khi mà bị ảnh hưởng bởi trạng thái này. Tháng 5, đánh giá 3 sao. Người tuổi Mão 35 tuổi có những mối quan hệ xã giao được cải thiện trong tháng này.
được sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thanh Long. Vận trình các mối quan hệ của người tuổi Mão trong tháng này vô cùng tốt đẹp, bản mệnh may mắn, gặp được nhiều quý nhân trong đời. Đặc biệt, một số người tuổi Mão làm ăn buôn bán, có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ đều rất lớn. Nếu có thể nhân cơ hội này để mở rộng quan hệ xã giao, thì sự phát triển sự nghiệp của bạn dự kiến có thể bứt phá hơn nữa với sự giúp đỡ của quý nhân. Tháng 6, đánh giá 5 sao. Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão 1987 cũng rất tốt trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của Thái Dương, ngôi sao may mắn, tháng này người cầm tinh con mèo có rất nhiều cơ hội việc làm. Đặc biệt, một số người tuổi Mão làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước có cơ hội được điều động đi công tác vì được công ty ưu ái. Nếu họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, công ty giao phó thì tháng này người tuổi Mão sẽ có rất nhiều cơ hội thăng tiến và có cơ hội được thăng chức lên cấp. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, năm 2022 nữ mạng cho hay, vận trình tài lộc của những người này khởi sắc đáng kể trong tháng này. Được sự trợ giúp của các tinh Thanh Long, những người tuổi Mão sinh năm 1987 rất giàu có trong tháng này. Vận may của bạn hoạt động khá tốt về thu nhập tài chính, bản mệnh có cơ hội được tăng lương do phát huy tốt những khả năng mình có tại công ty. Ngoài ra, rất may mắn bạn có thể thu được nhiều lợi nhuận nhờ quản lý tài chính. Tuy nhiên, mặc dù tháng này người tuổi Mão phát triển rất tốt, nhưng bạn cũng không nên chi tiêu quá tay trong cuộc sống hàng ngày, nếu không, dễ ảnh hưởng đến tài lộc của bạn. Tháng 8, đánh giá 3 sao. Vận trình sức khỏe của người tuổi Đinh Mão giảm sút trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi hung tinh thiên không và ảnh hưởng của thời tiết khô và nóng, một số người tuổi Mão có thể gặp một số khó chịu, cũng như là chóng mặt về thể chất trong tháng này. Đặc biệt, ăn quá nhiều thức ăn sống và đồ lạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của dạ dày. Những người cầm tinh con mèo. Vì vậy, các bạn cầm tinh con mèo trong tháng này nên chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân. Đồng thời, trong khẩu phần ăn hàng ngày phải đều đặn thường xuyên, không nên ăn quá no hoặc là ăn quá nhiều đồ lạnh, nếu không sẽ làm cho sức khỏe của bạn xấu đi. Tháng 9, đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Mão 1987 trong tháng 9 khá tốt. Tại thời điểm này, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình của bạn đã giảm bớt căng thẳng. Công việc của người tuổi Mão trong tháng này tương đối dễ dàng và bạn có nhiều thời gian hơn để đồng hành cùng với gia đình. Vì vậy, thông qua giao tiếp hàng ngày, bản mệnh có thể tạo nên những bước tiến mới trong mối quan hệ gia đình. Mọi người đều quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau, gia đạo hòa thuận. Tháng 10, đánh giá 3 sao. Người tuổi Mão bước sang tuổi 35 sẽ có nhiều cải thiện về vận trình tình cảm trong tháng này. Với sự phù hộ của các tinh, một số con giáp tuổi độc thân sẽ tỏa sáng trong tháng này. Thậm chí họ có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh độc thân. Vì vậy, những người tuổi Đinh Mão đang có ý định yêu, bạn có thể thử xem xét. Biết đâu, bạn có thể gặp được định mệnh của chính mình. Tháng 11, đánh giá 4 sao. Khối lượng công việc của người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng này tăng lên đáng kể. Năm mới đang đến gần, công ty sẽ giao cho nhiều nhiệm vụ và công việc hơn. Do đó, người tuổi Mão 35 tuổi có vẻ bận rộn trong tháng này. Theo đó, bạn cần phải giải quyết nhiều công việc tẻ nhạt. Điều này khiến cho nhiều người tuổi Mão hơi nóng nảy, nhưng suy cho cùng, đó chính là nhiệm vụ. Bản mệnh không nên cáu gắt quá mà nên đối xử tốt với công việc, điều chỉnh tâm lý và làm việc chăm chỉ. Tháng 12, đánh giá 3 sao. Tài lộc của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có thể sẽ sa sút hơn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thời điểm cuối năm, một số người cầm tinh con mèo có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc Tết. Việc này cũng đòi hỏi bạn phải chi tiêu khá nhiều, vì thế mà người tuổi Mão có thể sẽ gặp một số rắc rối về tài chính do quá tay trong chi phí trong tháng này. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987, nữ mạng, trong năm 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Đinh Mão. Qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm mới, năm 2022 đầy hứa hẹn về tài lộc và rất là may mắn, đúng không ạ? Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào đăng ký theo dõi kênh để cùng với chúng tôi luôn là người đầu tiên cập nhật về những kiến thức phong thủy tử vi quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.